khi một team cùng nhau phối hợp. Nhìn mini map, Andy thấy đồng đội Zictor và Ryoma di chuyển về phía bụi đối diện. Biết được đồng đội muốn tập kích L'Oreal nên Andy đã di chuyển lên trước nhằm đánh lạc hướng L'Oreal tập trung về phía Veza mà Lơ là phía đối diện. Ăn được mặc đầu của L'Oreal, chắc chắn một điều là L'Oreal sẽ bị thọt và không thể hỗ trợ team tranh chấp tổng được. Tình huống tiếp theo, Andy quan sát thấy Ryoma đang cướp bùa xanh nên cẩn thận di chuyển vào phía trong giấu sai hỗ trợ Ryoma. Đồng thời lúc đó lính vừa lên đến, Andy và Ryoma phối hợp tập kích L'Oreal. Ở giai đoạn này Veza hụt một xíu đam nhưng được đồng đội bồi đam thêm, sẽ rất khỏe. Cánh AD team Andy bị ganh trước team bạn lúc này cũng đã dùng hết chiêu, giờ chỉ cần tốc biến lại dồn combo là đẹp. Nhiều khi đến sau lại là một lợi thế, Zictor pha này đã câu gần hết chiêu của team bạn lúc này, team Andy kịp thời đến ứng cứu lật ngược thế cờ. Một trận teamwork đúng nghĩa, chỉ cần nhìn mini xem cách di chuyển của đồng đội là hiểu tự biết cách phối hợp nhịp nhàng với cả team, mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ tiến lùi có nhau, ép team bạn không thể phản kháng lại được. Trong pha này chỗ nào có lính là có địch, Andy đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể tránh gây ra tiếng bước chân khi gặp Violet nhưng vẫn bị phát hiện với cái nội tại Hermit của Veza. Và tốc biến có sẵn thì pha này chắc chắn bắt được Violet rồi, nhưng đời không như là mơ, Violet vẫn còn tốc biến nó lùi hơi sâu vào trong nên thôi. Nhưng đã leo lưng cợp rồi thì phải chơi tới bến bị gấu dí nên Andy di chuyển ngược lên đổi mạng với Violet. Và combat kết thúc trận đấu với Quát Tá Kiêu.